Xin chào, em đã quay trở lại với cả Hacom và hôm nay sẽ là chương trình QnA anh em nhá. Hôm nay sẽ là số QnA số thứ 28 và sẽ là chương trình chiếu vào thứ Bảy hàng tuần vào tối 7h30 và sẽ có tổng cộng là 7 câu hỏi. Chương trình này thì sẽ dành cho anh em nào đang có những câu hỏi gọi là hằng mong muốn để trả lời cho những cái vấn đề trong cuộc sống của anh em nhưng mà về máy tính là chính anh em nhá. Thì bắt đầu câu hỏi đầu tiên đi của bạn Cao Hưng. Thì bạn đã hỏi về cái vấn đề so sánh giữa cả 3060 Ti và 3070 Ti ở trên 2K. Thì mình trả lời luôn cho bạn nhá, là nếu mà kể cả so sánh thông thường chăng nữa thì chiếc 3070 Ti là một chiếc card cao hơn so với cả 3060 Ti. Thì theo như mình biết thì trung bình khoảng tầm từ 15% tới 25% tùy vào các trường hợp. Thế nên là cái sự khác biệt của nó giữa của 3060 Ti và 3070 Ti là hiệu năng anh em nhá. Đấy, là như thế thôi. Và một chút với RAM mình như là không khác nhiều. Nói chung là mấy cái quan trọng nhất là hiệu năng anh em nhá. Rồi, tiếp câu hỏi thứ hai là của bạn Hoàng Khuất Hữu. Bạn ấy hỏi về cái vấn đề chạy main là 13.600K với cả ROG B660-A. Thì ROG B660-A ấy là một con rất là dị, rất là đỉnh. Và theo như mình test với cả chiếc i9 13.900K vẫn có thể chạy nó ở mức điểm trung bình là 38.000 điểm. Tức là nó khá là gần với cả base ấy. Thế nên là anh em có thể thoải mái sử dụng cái con B660-A này với cả chiếc CPU i5 13.600K nhá, thoải mái luôn, bởi vì chiếc bên đấy khá là xịn. Và thực lòng mà nói nhá, mình cảm thấy rằng là B660A vẫn hợp lý hơn rất nhiều so với cả việc mua một chiếc main B760, bởi vì B760 thì đắt hơn khá mà cái sự chênh lệch hiệu năng còn chả có cơ. Thế nên là cứ thoải mái nhá, chipset chip sủng nó gần như không khác biệt gì đâu. B760 chỉ là một cái kiểu level up thôi, kiểu cỡ 1 thôi ấy, nhưng mà gần như không có gì thay đổi cả. Thế nên là cứ mua B6 cho mình. Tiếp theo, câu hỏi thứ 3 của bạn Tùng Đức. Ôi bạn ơi, bạn đang có con B560, bạn định lắp với cả i5 đời 13. Câu trả lời là không được đâu nhá. B560 chỉ lắp được với cả CPU đời 10 với cả đời 11 thôi. Còn bắt đầu lên đời 12 và đời 13 thì bạn phải sang một con socket mới, đó chính là socket 1007, bao gồm những chiếc main như ví dụ như là H610, B660 và Z690, B760 và Z790 anh em nhá. Nói chung là nếu mà muốn chạy được con 13.500 này, một con CPU cũng khá là tốt, thì bạn nên mua cho mình tối thiểu nhá là một chiếc main B660A của dòng mới đi. Một chiếc main cũng có một mức tiền khá là thấp và hiệu năng của nó vẫn đạt rất là đủ với cả chiếc CPU này. Còn chứ thì chiếc B760 kia thì bay màu đấy bạn ạ. À, B560 kia thì cho bay màu đi, bởi vì đơn giản là nó không đáp được đâu. Nó chỉ nâng được những chiếc CPU 11 cao hơn thôi. Rồi, tiếp theo câu hỏi thứ 4 của bạn Dũng Chuẩn. Mua router thì họ có đưa kèm dây nguồn và mấy dây còn lại. À, ui dồi ôi, mua router ấy, nếu mà anh em mua những cái router như thế thì anh em sẽ được đầu tiên là cái router, thứ hai là cái dây nguồn, và thứ ba là một cái dây cáp LAN nó khá là ngắn anh em nhé. Nếu mà anh em xem các review router, quick review của chúng mình ấy, thì anh em mình có unbox các thứ kiểu luôn và sẽ thấy được rằng là nó sẽ có router, có dây nguồn và có dây LAN. Ngoài ra thì không còn có những kiểu là cục chuyển từ dây Lightning hay là cục chuyển từ dây cáp mạng, cáp mủng gì sang dây LAN, dây RG45 đâu, mà chỉ có một cái dây LAN RG45 bình thường trong đây thôi. Hai đầu RG ấy là để cắm vào hai máy tính như cái thứ kiểu vậy anh em ạ. Rồi, và tiếp theo nữa câu hỏi thứ 5. Bạn Dark Master hỏi về cái vấn đề sử dụng chung hai hãng. Thì câu trả lời của mình ấy là cạc CPU Intel đi với cả AMD chả có vấn đề gì cả, bởi vì đơn giản là cái driver của nó hoạt động khác nhau. Đấy, anh em gắn CPU Intel thì nó sẽ chạy một cái set driver riêng, còn nếu mà anh em gắn cả AMD thì nó lại chạy một cái set driver riêng nữa, và nó được quản trị bởi Windows. Thế nên là sẽ không hề có vấn đề gì cả. Nó sẽ không có theo cái kiểu như là ngày xưa ấy, khi mà G-Sync nó chưa có cái loại compatible ấy, thì anh em sẽ chạy cạc Nvidia xuyên qua con CPU AMD để lấy được cái G-Sync đấy, tức là FreeSync ấy. Thế nhưng mà bây giờ thì gần như không quan trọng nữa rồi, bởi vì đơn giản là hai cái đấy là hai thứ khác nhau, nó liên hệ với nhau bằng Windows, và Windows sẽ đảm bảo rằng đọc driver của con này, đọc driver của con này rồi kết hợp với nhau để anh em có trải nghiệm sử dụng thoải mái nhất. Thế nên là chỉ cần cài driver chuẩn là anh em sẽ dùng được thôi, chứ không có vấn đề gì đâu, dù kể cả là CPU AMD với cả Nvidia, hay là CPU Intel với cả Nvidia, hay là CPU AMD với cả Intel đi chăng nữa, thì chỉ cần driver chuẩn là máy của anh em sẽ chạy được và sẽ không có ảnh hưởng đâu. Tất cả mọi thứ đều dựa vào sức mạnh thuần và sức mạnh của driver hết. Rồi, và tiếp theo nữa câu hỏi thứ 6 Đây không phải câu hỏi anh em ạ. Bạn ấy chia sẻ cái trải nghiệm bạn ấy thôi. Thì bạn bảo là Hacom làm việc quá tốt này. Hôm mùng 5 Tết mình mua Z690 để dùng với CPU 13, cần up BIOS nhưng không nhận. Về nhà mình báo lại cho cửa hàng thì hôm sau Hacom cử nhân viên qua up BIOS và đã dùng CPU i13 thành công. Nói chung là dịch vụ tốt, rất cảm ơn cậu. Ok nhá. Đúng là cái đợt đấy thì công nhận là tốt thật. Và đợt đấy là chúng mình làm việc xuyên Tết ở hai chi nhánh. Thì mình cũng ra Hacom để mua, chính xác hơn là bạn mình mua. Nói chung là rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ Hacom và hy vọng là các bạn có thể ủng hộ tiếp, đúng không? Chúng mình sẽ luôn cố gắng để đem lại chất lượng tốt nhất cho các bạn mà. Ôi, đấy không phải là câu hỏi nhưng mà thôi cứ coi như đấy là một phần đi. Quên mất copy nhầm rồi. Câu hỏi thứ 7, câu hỏi cùng chúng ta sẽ có là bạn của bạn Đào Minh. Bạn đã hỏi về cái vấn đề là dùng combo này có ổn hay không? H510M này, i3 đời 10 này và GTX 1660 Super. Bạn còn muốn nâng cấp RAM nữa. Thì câu trả lời của mình với bạn nhá là i3 đời 10 sẽ đi khá là ok với cả chiếc GTX 1660 Super. Nhưng mình nghĩ rằng đấy là cái điểm cao nhất của cái con i3 rồi, để cân bằng nhất ở mọi thứ, tức là kể cả chơi game, làm việc, chơi các loại game, kể cả eSports hay là AAA ấy, thì con đấy là ổn nhá, combo đấy là ổn, nhưng kiểu là độ bottleneck chỉ có 1,5% kiểu thế ấy. Còn nếu mà lên cao hơn ấy thì sẽ có nhiều bottleneck hơn đấy, bởi vì con CPU nói thật đấy, con CPU đời 10 lúc mà ra mắt ấy, thì nó cũng khá là ok. Nhưng mà để mà nói thì nó không phải là con CPU tốt nhất trong thời điểm đó, mà trong thời điểm bây giờ cũng thế luôn. Thế nên là con đấy là hợp lý nhá, chơi thoải mái. Còn về cái vấn đề RAM ấy, thì bạn đang có một thanh 16GB rồi và bạn đang muốn nâng cấp lên một thanh nữa, thì may mắn làm sao chipset H510 có hỗ trợ Dual Channel cho bạn. Thế nên là bạn cứ thoải mái tìm cho mình đúng một thanh RAM y hệt thanh RAM của bạn nhá, để có thể nhận được Dual Channel là một, nhưng cái cache latency và bus chuẩn chỉnh như con RAM kia là 2 nhá. Nói chung là khi mà anh em chạy Dual Channel ấy thì anh em nhớ rằng chọn cho mình một con RAM, 2 thanh RAM đồng thời giống nhau, hoặc là hãy mua cùng một kit để đảm bảo rằng mọi thông số chính xác và chuẩn chỉnh nhá. Như thế thì mới có thể đạt được tốc độ cao nhất của cái kit RAM đấy. Rồi, thì đó là 7 câu hỏi trong chương trình số QnA, chương trình QnA số 28. Rất là cảm ơn anh em đã xem video này. Và nếu anh em có những câu hỏi nào mà muốn được trả lời ấy, thì hãy để ở dưới comment cho mình nhá.